Tuổi trung bình sử dụng Internet của học sinh Việt Nam là 9, sớm hơn so với ước tính chung của thế giới là 13. Trước những tác hại của việc trẻ sử dụng điện thoại sớm, từ năm học 2024-2025, nhiều trường học đã đưa ra những quy định nghiêm ngặt hơn, thậm chí là cấm hoàn toàn học sinh sử dụng điện thoại trong trường học. Một số trường học ở Hà Nội quy định học sinh đến trường phải cất điện thoại, quy định nhằm giúp học sinh ít bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội, tập trung việc học tập và tăng tương tác với thầy cô, bạn bè. Nếu phụ huynh có nhu cầu liên hệ với con thì học sinh và phụ huynh phải ký cam kết không được sử dụng điện thoại trong suốt thời gian học từ 7 giờ 15 phút đến 17 giờ là quy định tại trường học này. Riêng với những tiết học cần đến điện thoại để nâng cao hiệu quả giảng dạy thì giáo viên phải đăng ký trước với ban giám hiệu. Đồng thời, quá trình học sinh sử dụng điện thoại trong tiết học đó cũng được giáo viên giám sát chặt chẽ. Mới đây, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc có khuyến nghị nên hạn chế, thậm chí cấm sử dụng điện thoại trong môi trường học đường bởi hàng loạt những hệ lụy kèm theo. Qua đây cũng đặt ra vấn đề bức thiết hơn nữa với gia đình, nhà trường trong việc quản lý học sinh sử dụng điện thoại thông minh đúng mục đích.